Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái linh kiện cũng khá mới, gần đây được sử dụng nhiều trong cái hệ thống lọc nước RO gia đình mà có một số bạn cũng hỏi mình. Đó chính là cái van tự động xúc rửa, và van này thì có tích hợp van nước thải bên trong. Thì tự động xúc rửa màng RO là như thế nào? Có nghĩa là như các bạn đã biết, máy RO thì có hai đường, một đường nước sạch và một đường nước thải, đúng không ạ? Thì khi sử dụng thời gian lâu thì trên màng sẽ bám bẩn và có những cái mảng bám, nó làm giảm cái hiệu suất của màng RO xuống. Cái van nước thải thì làm nhiệm vụ là thải nước ra ngoài, tuy nhiên thì nó lại có tiết diện rất là nhỏ để tạo áp lực được lên màng RO, đúng không ạ? Thì như vậy thì lại không thể cuốn trôi được hết những cái mảng bám ở trên màng RO ra ngoài. Vì vậy là những cái nhà sản xuất thì người ta đã nghĩ ra là sẽ lắp thêm một cái van điện từ lắp song song với cả van nước thải, để mỗi khi mà cái chu trình đầu tiên máy chạy lại, ví dụ như là van áp cao ngừng, đúng không ạ, máy ngừng hoạt động khi mà bình nước bình áp đầy nước, chúng ta lấy nước để sử dụng thì máy sẽ chạy lại, thì mỗi cái chu trình đó thì cái van điện từ đó sẽ làm việc để nước có thể là trong khoảng 18 đến 20 giây thì nước có thể là qua cái van điện từ đó rất là nhiều để nó sục rửa cái màng đó, để làm là tăng cái tuổi thọ của màng, đúng không ạ? Thì trước đây thì chúng ta có phải sử dụng những cái mạch như thế này, bộ điều khiển thông minh như thế này. Hoặc là đây ạ, đây một số mạch của Trung Quốc như thế này. Thì có cái mạch này, sau đó thì chúng ta sẽ kết hợp với cái van điện từ và mắc song song với cái van nước thải như thế này. Đó. Thì đây nhé, chúng ta nhìn thấy đúng không ạ, nước thải sẽ chảy từ đây sang đây, qua đây là S300, đúng không ạ? Đó, S300 đây. Mỗi cái chu trình mà máy chạy lại thì cái van điện từ này sẽ được cái mạch như thế này, hoặc là cái mạch như thế này. Cấp một xung điện xuống đây cho cái van này mở khoảng 20 giây, 15 đến 20 giây, đúng không ạ? Khi đó thì nước trong màng RO sẽ chảy qua đây. Bởi vì khi đó cái van điện từ này mở thì có tiết diện rất là lớn so với cái đường tiết diện của cái van nước thải này. Vì vậy là nước tất cả trong màng áp lực từ bơm đẩy lên rất là mạnh thì nó sẽ đi qua cái van điện từ này rất là mạnh đẩy ra ngoài. Thì vô hình chung là những cái chất mảng bám ở trên màng RO sẽ được đẩy ra ngoài, làm nâng cao cái tuổi thọ của màng, đúng không ạ? Nhất là những cái vùng mà dùng nước giếng có nhiều cặn bẩn, hoặc là dùng những cái vùng có đá vôi, thì là cái lắp thêm cái hệ thống này rất là quan trọng, có thể là nâng cao tuổi thọ lên của màng lên rất rất là nhiều. Tuy nhiên thì gần đây người ta đã sản xuất ra cái thiết bị này. Đây chính là cái mà cái van tự động sục rửa đây, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn lắp vào trong máy bình thường nhé, vẫn là lắp đường sau màng, đúng không ạ? Đấy. Sau màng lắp vào đường nước thải của màng đó. Thì bên trong này nó đã tích hợp một cái van nước thải như thế này rồi, màu trắng đây. Đấy. Thì ngoài ra thì trong cái hộp này, tôi sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Bên trong này nó sẽ có một cái mạch như thế này. Đó, một cái mạch này, thì cái mạch này để làm là hoạt động như thế nào, khi mỗi mỗi cái chu trình máy chạy lại, đúng không ạ, thì điện sẽ được cấp trực tiếp vào đây, và cái mạch này nó sẽ có những con IC, nó sẽ lệnh cho điện cấp vào cái con van điện từ này, đúng không ạ, để chạy từ đây sang đây, chạy qua cái đường mũi tên này, đúng không ạ, thì nó chỉ cấp 18 giây thôi. Đây, mỗi cái van xả nó sẽ có cái thời gian riêng, tuy nhiên thì cái thời gian đó người ta sẽ in lên đây sẵn, đúng không ạ, 18 giây hay 20 giây gì đó. 18 sec đó. Thì có khi mà cái van này được tích hợp luôn cái mạch như thế này thì chúng ta sẽ không phải mắc nối thêm cái bộ điều khiển này nữa, hoặc là cái mạch này nữa, đúng không ạ? Nó rất là tiện. Thì một số bạn cũng hỏi là cách đấu nối điện này như thế nào, thì nó rất là đơn giản thôi. Trong cái hệ thống máy RO thì mình có hướng dẫn cách đấu điện rồi, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần đấu hai cái dây đỏ và đen này vào hai dây đỏ và đen của bơm thôi. Có nghĩa là đỏ và đen của bơm đang đấu ở đâu thì mình sẽ đấu hai dây này vào đó, đúng không ạ? Khi mà bơm chạy thì đồng thời là cái mạch này cũng được cấp điện và nó sẽ cấp cho cái van điện từ này sục rửa trong 20 giây. 18 giây, xin lỗi, là 18 giây. Và tất nhiên là có hệ thống này thì sẽ nâng cao được tuổi thọ của màng. Nhưng nó cũng có cái điểm yếu một chút, đó là nó sẽ sử dụng nhiều nước hơn, đúng không ạ? Khi mà cái quá trình mà nước chảy qua van nước thải thì rất là ít thôi, nhưng mà trong 18 giây đầu tiên thì không có nước sạch ra nhé. Mà nước sẽ tất cả đi qua cái van này, đó. Thì nó sẽ ra ra ngoài, nó sẽ sục rửa màng nhưng nó sẽ tốn nước nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip.
Và có bất cứ cái câu hỏi nào thì các bạn có thể là hỏi ngay.